Sáng hôm nay Khương Quốc Anh đang đi đẩy xe ở trong nhà nè các bạn ơi, bản ngắn full livestream. Đi cẩn thận đấy. Hôm nay phải dẹp hết bàn ghế cho Quốc Anh tập ở trong nhà nè. Nhà Quốc Anh trở thành cái sân rồi. Thế đến đây con phải tự quay đầu nhá. Ôi, đây. Cẩn thận nó có va vào cái bàn. Xong rồi con tự đi nhiều vòng nhá. Mẹ cũng đi tập của mẹ đây. Đi nhiều đã rồi mới được nghỉ nhé, không phải đi một vòng nghỉ một lần đâu. Chỉnh cái chân cho nó đẹp vào. Rồi quay thử mẹ con xem nào, chặt vậy quay được không? Cố lên. Rồi làm được cái gói gì đâu mà không làm được. Tập đi. Sẽ còn ở trong nhà nhiều ngày, nếu con không tập thì nó lại teo chân tay mất. Đây là bàn vi tính của Quốc Anh đây. Rồi, bé quay đi, mẹ đứng sát vào đây. Thôi nhá. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.